Hướng dẫn câu hỏi số 6 của chương 2. Một lô hàng gồm 7 sản phẩm mà trong đó có 3 phế phẩm. Chọn ngẫu nhiên ra 4 sản phẩm để kiểm tra. Rồi gọi X là số sản phẩm tốt trong 4 sản phẩm lấy ra, tìm được phân phối xác suất của X và tính EX. Thì chỗ này X ở đây đó là biến ngẫu nhiên của phân phối siêu hình học đó, siêu bội, mình học ở chương 3. Nhưng mà ở đây thì khi mà mình giải chương 2 thì mình chưa có học phân phối đó, cho nên mình khỏi ghi cái luật đó ra. Và ở đây thì cái miền giá trị của X đó, thì các em thấy là khi mà mình chọn 4 sản phẩm ra kiểm tra thì số phế phẩm, số sản phẩm tốt nó có khả năng là bằng 1, 2, 3, 4, đúng không? Tại sao nó không bằng 0 được? Bởi vì ở đây nó có tối đa là 3 phế phẩm thôi. Cho nên nếu mà em lấy ra cùng lúc 4 thì có tối đa là 3 phế phẩm. Mà nếu mà có tối đa 3 phế phẩm thì tối thiểu phải có 1 sản phẩm tốt. Đấy. Cho nên là cái xác suất cho nên là cái miền giá trị của X ấy, là từ 1 đến 4. 1 đến 4. Và xác suất X bằng K, tức là có K sản phẩm tốt trong 4 sản phẩm lấy ra nè. Thì mình lấy K sản phẩm tốt. Mình lấy K sản phẩm tốt trong số 4 sản phẩm này. Trong số số 7 sản phẩm này nè. Cho nên là chỗ này, anh xin lỗi, chỗ này là cái đề của người ta nó là 7 sản phẩm mà trong đó có 3 phế phẩm, như vậy thì 4 sản phẩm tốt. Vậy thì cái sản phẩm tốt á, số K sản phẩm tốt mình lấy ra trong số 4 sản phẩm tốt này. Còn lại là 4 trừ K sản phẩm phế phẩm đó mình lấy trong số 3 phế phẩm này. Không? Và chia cho tổng số cách lấy 4 sản phẩm trong 7 sản phẩm. Đấy, thì cái công thức tổng quát của mình như thế này. Và mình sẽ thay từng giá trị từng cái giá trị K bằng 1, bằng 2, bằng 3 vô thì mình sẽ được cái bảng này. Thì ở đây thì sẽ chỉ cho em cách tính lập cái bảng này ở ở bằng bằng máy tính nè. Thì trong máy tính mình nó có chức năng là tính cái lập cái bảng, đúng không? Bảng giá trị là min luôn 8. Mình nhập nguyên cái hàm này vô. Nguyên cái hàm này. 4CX nè. Nhân cho 3 C của 4 trừ X. Và tất cả cái này mình chia cho 7C4. 7C4. Được. Rồi sau đó là mình sẽ bấm dấu bằng nè. Thì cái miền giá trị của mình là từ 1 đến 4 thì mình bắt đầu từ 1 và kết thúc bằng 4. Mỗi bước nhảy là bằng 1, tại vì cái giá trị của mình là số nguyên. Vậy thì ở đây mình sẽ được cái bảng phân phối xác suất nè. Vậy là 4 phần 35 ha, x bằng 1, 18 phần 35, 12 phần 35 và 1 phần 35. Đấy. Để em coi là cái bảng này. Đấy, vậy thì chỗ này giá trị của nó 1, 2, 3, 4 nè. Xác suất là 4 phần 35 nè, đúng không? 4 phần 35 rồi 18 phần 35, 18 phần 35 và 12 phần 35 và 1 phần 35, là khi mình bấm cái bảng này nó hiện ra luôn. Đấy, thứ hai nữa là ở đây nó yêu cầu tìm cái kỳ vọng của X. Thì kỳ vọng của X là ở đây lưu ý là chỗ này mình chưa có nghiên cứu cái luật phân phối siêu bội, cho nên là mình không sử dụng công thức tính kỳ vọng trong phân phối siêu bội, nghe không? Và cho nên ở đây là mình áp dụng công thức tính kỳ vọng của X á. Kỳ vọng của X mà tính theo công thức theo theo cái định nghĩa đó là mình sẽ lấy từng giá trị của X nè. Ở đây mình lấy 1 nhân cho xác suất X bằng 1, 2 nhân xác suất X bằng 2, 3 nhân xác suất X bằng 3 và 4 nhân xác suất X bằng 4 và mình cộng lại, nghe không? Thì nó ra là 16/7. Đó, 16/7. Thì trên đây là thầy vừa hướng dẫn cái câu số 6 trong cái bài tập chương 2.